Xin chào các bạn, mình là Binh đây. Thì hôm nay mình sẽ chơi một cái tựa game Roblox có tên là Rogo. Thì cái tựa game này là mình nghĩ là nhiều bạn cũng đã biết rồi, cho nên là mình sẽ không nói nhiều đâu. Thì trước khi vào video thì các bạn hãy nhớ nhấn nút like, share và đừng quên ấn nút subscribe để ủng hộ mình, để mình có thêm động lực làm nhiều video nha. Với lại đừng nhớ là đừng có quên là bấm cái chuông kế bên nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được thông báo khi mình đăng video mới nha. Còn bây giờ thì vô thôi. Thì cái tựa game này thì mình cũng đã chơi rầu cho nên là mình bây giờ cũng khá là mạnh. Đây, đó bây giờ mình là đồ mạnh này, mình mạnh quá trời luôn rồi. Thì đầu tiên là mình cũng có một vài hướng dẫn cho nhiều bạn mà mới chơi luôn nha. Thì ui trời, mình hồi nãy mình mới spawn ở chỗ này nè, chỗ trong quán cà phê. Lúc mà mấy bạn mới vô là nó có hai trong trên một cái bàn á, là cái hamburger là cái thịt á. Thì mình cái này mình bên con ngừ thì mình yếu á, nên là mình chọn bên quỷ ăn thịt ngừ đó. Còn bên đây mình mạnh chứ còn bên kia mình yếu lắm, không dám chơi, sợ bị tụi nó quýnh tụi mình đập mình chết luôn. Thì mới vô mình sẽ ở đây thì mình sẽ nhận nhiệm vụ luôn nha. Thì cái game này đó, nhận nhiệm vụ xong rồi đi. Mình mới đầu mình chạy chậm nhưng cái bắp ít mình chạy nhanh quá trời luôn, tại mình úp speed á. Rồi vô. Thì bây giờ mình đã ở ngoài cái sân rồi. Đây, bấm xuống một nè, vô. Dí mọc ra cái đuôi. Này mạnh lắm á nha, tại mình có úp cái này nè. Cái này là mấy cái phụ kết á, mấy bạn nào mà ráng cày mấy con này lên level là mấy bạn úp nâng phụ kết lên được. Cái game này mình nghe nói đâu là nó sắp reset cái gì á, mình không biết nữa. Nhưng mà mới đây là mình thấy có một cái là lúc mà hồi đó mà mình chơi á, là mình ăn cái con này nè, lúc mà mình bấm ăn thịt á là không phải nó vậy đâu nè, không phải nó vậy, nó hút vậy đâu, mà hình như là nó cúi xuống hay là nó làm sao á, chứ không phải nó vậy đâu, không hiểu lý do tại sao luôn. Mà nói chung là cái game này là kiểu dạng game mà cày á, nó không giới hạn level luôn đó. Thì bây giờ mình cày thoải mái, có mấy con này, y con đứa thằng nào mạnh đi cho nhìn con bơi vậy. Đây mọc ra đó, nhiều đuôi quýnh mạnh lắm á, đâm. Ủa có tiếng chưa, ui lì hả? Ủa nhớ này nó có tiếng mà ta sao giờ mất hả? Ok, nói chung farm mấy con đây mình mấy bạn bấm vô đây thắt này nè là nó ra mấy cái ao ghi ri mà mấy. Cái này là mấy con Aogiri, là mấy con này nè. Đó, mấy bạn phải ráng giết được mấy con này để mà hoàn thành nhiệm vụ nha, nhận nhiệm vụ. Nhưng mà mấy bạn mà mới chơi là hơi khó, nên là mấy bạn mà mới chơi là hơi khó giết mấy con mạnh. Này mình nó không cho đem cánh vô chờ, nó cũng không cho đem cái logo trên áo luôn. Thôi kệ. Với lại mắt mình nhìn kiểu y chang hoạt hình luôn. Thì game Rogo này là nó cũng ấy là nó cũng làm là được phải, nó làm thôi khởi bỏ qua luôn ấy. Mình không biết nói gì hết á, mình chỉ biết là review cái game này cho mấy bạn thôi. Bây giờ có thằng bạn nè. Này mạnh lắm á, bạn mình mạnh lắm. Quýnh nó trời. Mình kia à, mình có ba phô kết nè, để mình úp cái này để coi úp cái gì đây. Đi xích đi rồi, còn coi còn cái gì nữa à. Và bây giờ mình sẽ mình nói vậy xong rồi mình không có tham nữa, mình sẽ đi từng chỗ cho mấy bạn coi nha. Thì cái chỗ đó chỗ mấy bạn thường thường mà hay spawn ra là chỗ thứ nhất, là chỗ này là mấy bạn nào mà bên chọn tem mà quỷ á, thì hay bao ở đây nè, hay sinh ra hồi sinh ở đây nè đó.
Thì chỗ này cũng là cái chỗ để bán mấy cái này nè, đuôi á. Hả? Cái này hơi lắc nha. Thì mấy bạn bấm vô là có mấy cái này nè, tùy theo yên nha. Mấy bạn phải ráng tùy cái nào rẻ nào mắc rồi đó, mấy bạn nhớ là phải cày để mà có yên để mua mấy kia đó nha. Còn mà cái chỗ tiếp theo á là, để coi nhớ đâu ta. Thì chỗ tiếp theo là chỗ trong quán cà phê này nè. Thì cái chỗ đó cũng để nhận làm nhiệm vụ nha. Chỗ đó mấy bạn bên tem quỷ thì mới hồi sinh được chỗ đó lận. Còn cái chỗ mặt nạ này nè, là hai bên bên nào cũng con người hay là cái gì cũng hồi sinh ở nơi này á. Chỗ này thì chỗ này cũng là bán mặt nạ nha. Đó, thì chỗ này bán mặt nạ trong đây nè. Đó, mua mặt nạ là đổ tên nữa nè. Thì ở đây mình có một cái mặt nạ rất là đẹp. Ý, đẹp không? Mặt nạ của Ken á. Rồi bây giờ mình sẽ tới chỗ cuối cùng. Chỗ này. Đây. Thì trong này nhà của CKG. Là mấy gì nó quên mất tiêu không? Nó giống như, nó không phải công an, nó là cái gì á. Thì ở bên đây là mấy người nào mà chọn cái bên hamburger là hay hồi sinh cái này hay nhận nhiệm vụ cái này nè, cái ông này nè. Đó, thì mình sẽ thấy biết vậy thôi. À, sẵn ở đây rồi thì mình sẽ hướng dẫn mấy bạn bước ra ngoài luôn nha. Thì mấy bạn phải cần tốc độ biết á, mấy bạn phải up cái này với lại physical cao mới ra được nha. Nè, cái gì nè. Đó, ráng bay sát vô tường á, sao mà nút sao cho nó ra là được rồi. Đó nè, mình sắp ra luôn nè. Rồi, làm vậy nè. Đó, một cái là một là ra luôn. Rồi, ê trời trời, rớt rồi. Để mình làm lại nha. Rồi, vô, bắt. Mình lấy quay lại. Đó, vậy nè. Ủa, nhảy ra cái một luôn. Lâu lâu khó ra dữ ta. Rồi, ra. Thì bay mấy bạn ráng bay ra đây nha. Đó. Lên. Rồi. Xuống mấy bạn xuống dưới xong cái mấy nhà mà có tròn tròn. Không phải mấy nhà mà cong vậy nè. Đó mấy bạn xuống dưới xong rồi. Rồi bây giờ là mình là trời ơi, mình là đỉnh cao, mình làm kinh công ở trên nóc CKG luôn hả? Ý, bấm số 4 ra này. Trong đây có mấy cái này nè, cái dạng tiếng hóa là mới cần nhiều RK đó, nên ở đây mình số 4 nè. Ý, chắc không ai thấy mình đâu, không ai để ý. Thôi kệ. Giờ mình xuống dưới nha. Đây có mấy thanh niên đang nói gì không biết. Còn ở trong đây, ủa mà con boss đâu ta? Nhớ game này có con boss đây mà. Kệ. CKG là kiểu như điều tra viên go gì đó mình không biết. Trong đây là arena là để cho mấy mấy thanh niên solo á. Mấy thanh niên solo trong đó. Còn mình biết rồi. Thằng nào nó bút cho con boss nó vô đây nè. Nó giờ nằm ở trong luôn rồi. Giờ không đánh được luôn. Thì mình nghĩ là mà mình lần sau là mình sẽ quay thêm một video về cái game này nữa, là mình sẽ solo với con boss nha. Đó, thì mấy bạn hãy nhớ đón chờ xem video đó nha. Còn bây giờ thì mấy thanh niên kia đang solo, để mình coi thử xíu game nó có gì lắc lắc, game nó không có tiếng, hơi chán nên là mấy bạn thông cảm. Xài cho cái đu giống mình, còn kia xài cái gì của con cú á. À quên chứ, mình chưa nói cho mấy bạn mấy code chứ. Thì hiện tại thì mấy bạn
Đây. Thì mình mấy bạn ghi vậy nè đó, giống như thanh niên ghi gì hết trơn á. Bạn ghi code xong rồi ghi gì đó là đó. Nó giống vậy nha. Là mấy bạn nhận được mấy cái yên hay là mấy cái rờ cờ gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho mấy bạn mấy code nha. Đầu tiên là code mình chỉ chỉ mấy cái code mà mình chỉ nhớ thôi nha. Mình không biết mấy code này có hết hạn chưa nữa. Đó. Code này code đầu tiên nè. Nhưng mà code này mình nhập rầu nên là mình sẽ không nhận được cái gì nữa. Code thứ hai nè. Code xúc. Gì tao quên mất tiêu à? Tao hỏi luôn rồi. Còn cái code này code mới nhất nè. Đó. Ê. Code đó, code này code mới nhất nè. Thì code này là nhận mấy bạn sẽ nhận được 250.000 Rocker. 250.000 cái này nè. Đó. Cái này là cũng khá là đã nha. Rồi, bây giờ sẽ còn cái code cuối cùng mình nhớ là đây. Code lái. Oops, yes gì đó. Đây. Thì mình chỉ nhớ là ba cái code đó thôi nha, còn mấy code khác thì mình không nhớ, các bạn thông cảm nha. Còn bây giờ thì không biết làm gì nữa nha. Không biết làm gì nữa ta. Để coi để mình làm gì ta. À, mình sẽ nên giết mấy thanh niên nhỉ ta. Không, đừng giết chứ. Tậu. Mình không thích chơi ăn hiếp người chơi. Để coi để mình mấy bạn chờ xíu nha, mình để mình suy nghĩ mình sẽ làm cái gì. À. Mình sẽ đi mình thì mình không biết làm gì thôi, giờ mình làm nhiệm vụ cho xong luôn nha. Hả? Sao lắc dữ vậy ta? Thôi, để mình ráng farm cho xong rồi. Thôi. Những gì vậy? Thôi. Ở đây có mấy con này không có hết AWG rồi. Với lại ban ngày nó còn xuất hiện human không người trần. Không phải có xuất hiện người nữa. Ấy trời lỡ rồi chết rồi. Mình mà giết này 4 lần là fail luôn rồi. Thì mình nghĩ là video mình chỉ ta review là chỉ tới đây thôi. Thì thì cái game này nó cũng chỉ vậy thôi, thì cũng là dạng cày game thôi. Thì mình sẽ xin kết thúc video tại đây. Thì nếu các bạn thấy thích thì hãy nhấn nút like, share và đừng quên ấn nút subscribe để mình có thêm động lực, ấn nút đăng ký để mình có thêm nhiều động lực để làm video mới nha. Với lại nếu mà có gì về cái mới gì hay là cái gì về cái game này hay là đánh gì đó thì mình sẽ tiếp tục mai mốt mà từ từ mình sẽ tiếp tục quay nha. Còn bây giờ thì bye bye.